thực hiện chỉ thị 17 của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, toàn thành phố sẽ bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 7 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, sẽ thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã, phường cách ly với xã, phường, quận, huyện cách ly với quận, huyện. Thực hiện chỉ thị 17 của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Toàn thành phố sẽ bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 7 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, sẽ thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã, phường cách ly với xã, phường, quận, huyện cách ly với quận, huyện cũng để siết chặt hơn nữa việc thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quy định phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường, quận kiểm soát người ra đường không lý do. Cũng để siết chặt hơn nữa việc thực hiện chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quy định phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường, quận kiểm soát người ra đường không lý do. Theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát trên đường Đạo Tấn, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, sáng ngày 29 tháng 7, toàn bộ các phương tiện lưu thông qua đây đều được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và lý do đi ra ngoài đường. Theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát trên đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, sáng ngày 29 tháng 7, toàn bộ các phương tiện lưu thông qua đây đều được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và lý do đi ra ngoài đường. Cụ thể, những trường hợp ra ngoài phải có giấy xác nhận nơi đang công tác, chính quyền địa phương xác nhận không thuộc diện cách ly chứng thực ra đường với mục đích thiết yếu. Cụ thể, những trường hợp ra ngoài phải có giấy xác nhận nơi đang công tác, chính quyền địa phương xác nhận không thuộc diện cách ly, chứng thực ra đường với mục đích thiết yếu. Người dân ra ngoài phải xuất trình đầy đủ giấy tờ khi lưu thông ngoài đường. Sau khi kiểm tra, xác nhận giấy tờ của người đi đường, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các phương tiện di chuyển ngay lập tức. Người dân ra ngoài phải xuất trình đầy đủ giấy tờ khi lưu thông ngoài đường. Sau khi kiểm tra, xác nhận giấy tờ của người đi đường, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các phương tiện di chuyển ngay lập tức. Những trường hợp không xuất được đầy đủ giấy tờ sẽ bị xử lý theo quy định, trong đó việc xử phạt hành chính. Những trường hợp không xuất được đầy đủ giấy tờ sẽ bị xử lý theo quy định, trong đó việc xử phạt hành chính. Lực lượng túc trực tại các chốt kiểm soát sẽ chặt chẽ việc lưu thông của các phương tiện. Lực lượng túc trực tại các chốt kiểm soát sẽ chặt chẽ việc lưu thông của các phương tiện. Tuy nhiên, trong buổi sáng ngày 29 tháng 7 tại chốt kiểm soát Đào Tấn ghi nhận hai trường hợp ra ngoài với lý do không phải là thiết yếu. Tuy nhiên, trong buổi sáng ngày 29 tháng 7 tại chốt kiểm soát Đào Tấn ghi nhận hai trường hợp ra ngoài với lý do không phải là thiết yếu. Cụ thể, qua kiểm tra hai trường hợp thừa nhận ra ngoài với lý do đi mua điện thoại. Đây là trường hợp ra ngoài với mục đích không thiết yếu và đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Được biết, Tính đến hết ngày 28 tháng 7, công an thành phố Hà Nội đã lập 29 chốt kiểm soát các cửa ngõ thủ đô, tăng 7 chốt so với thời gian đầu. Cụ thể, qua kiểm tra hai trường hợp thừa nhận ra ngoài với lý do đi mua điện thoại. Đây là trường hợp ra ngoài với mục đích không thiết yếu và đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Được biết, tính đến hết ngày 28 tháng 7, công an thành phố Hà Nội đã lập 29 chốt kiểm soát các cửa ngõ thủ đô, tăng 7 chốt so với thời gian đầu trong đó huy động 4.147 cảnh sát khu vực quản lý chặt nơi cư trú, huy động 789 tổ công tác ở công an các quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra vi phạm, bước đầu đã xử phạt 1.359 trường hợp vi phạm ra ngoài không đúng quy định, không đeo khẩu trang và 32 cơ sở kinh doanh hoạt động không đúng quy định. Trong đó huy động 4.147 cảnh sát khu vực quản lý chặt nơi cư trú, huy động 789 tổ công tác ở công an các quận, huyện, thị xã để tăng cường kiểm tra vi phạm, bước đầu đã xử phạt 1.359 trường hợp vi phạm ra ngoài không đúng quy định, không đeo khẩu trang và 32 cơ sở kinh doanh hoạt động không đúng quy định.